Xin chào anh em nha Hôm nay Cường tiếp tục chia sẻ với anh em cây hồng ngọc mai nha anh em ha Thì cái này là cây hồng ngọc mai nó sẽ có bông trắng trắng hồng hồng ha Trái chín là rất là đẹp anh em nha Màu đỏ đỏ hồng hồng luôn ha Đây cái này cũng đang có vài tược bông nha Hồng ngọc mai thì nó dễ cho bông lắm Anh em chỉ cần cắt con nó lại thôi Bắt đầu là để nắng thiệt nắng ha Mình tưới nước mình để nắng thiệt nắng là nó sẽ xịt bông quanh năm nha anh em nha Đế này chơi cũng được ha Đây này đã nằm chậu đất nung anh em nha rồi anh em so sánh với cái quẹt ha đây rồi chiều cao của nó từ miệng chậu lên là tầm 25 anh em ha đây anh em cầm nha rồi cây này thì cường sẽ giao lưu với anh em với giá là 350 k chưa bao gồm phí ship anh em ha 350 k là cường bán luôn cái chậu nha rồi cường xem một vòng cho anh em xem nữa nha rồi anh em nào muốn sở hữu cây hồng ngọc mai chân dài thì cứ liên hệ với số trực tiếp với số điện thoại của Cường. Đó là 0374113366. Cường nhanh nhắc xin nhắc lại số điện thoại là 0374113366. Với giá là 350k chưa bao gồm phí ship anh em ha. Rồi Cường xin chào và cảm ơn anh em nha. Cái này về anh em uh, xuyên này anh em vô kẽm nữa vô kẽm banh banh cái bộ tán nó ra là mình có cái bộ tán ấm mình chơi ha rồi cảm ơn anh em nha